Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique, et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Đội bóng rổ nhí. Cảm ơn vì trận đấu vô cùng thú vị này. Ra ngoài ở lưới này, nếu anh nghĩ chúng tôi sẽ rời đây mà không... Đúng, anh đang mơ đấy. Anh nói sao? Thôi nào, rời khỏi đây thôi. Mấy người chưa biết chúng tôi thế nào đâu, cứ chờ đấy. Nhưng Slim, sao? Chúng ta không thể đi bộ rời khỏi đây được. Im đi, cứ đi thôi. Đội thằn lằn không khó khăn như ta đã nghĩ, phải không Sixpack? Đúng thế, chúng ta sẽ cho những kẻ thua cuộc ở Bassup biết Bulldozer là những kẻ như thế nào. Những kẻ tiếp theo là ai? Hi-Fi. Hi-Fi thú vị đấy. Tôi chỉ định nói là thiếu một mảnh ghép quan trọng trong bộ sưu tập của chúng ta. Chiếc xe biến mất. Chúng ta sẽ tới lễ hội Super Funk. Mọi người không nghĩ rằng bác sắp mời chúng ta tới buổi diễn khi còn ở Detroit là rất tuyệt sao? Tại sao không chứ Mia? Liên đoàn phải nuông chiều đội quan trọng nhất. Vẫn không thể tin nổi, chúng ta sẽ được gặp Brianna đấy. Còn cả những chàng trai vui vẻ nữa. Fifteeners, Grand Hamsters Flat. Tớ muốn chúng ta tập luyện thay vì phí phạm thời gian ở buổi biểu diễn. Em biết đấy Rudy, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng rất quan trọng. Nhà vô địch cũng phải biết chăm sóc bản thân mà. Còn nữa, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để nhận album có chữ ký của Big Show Funky. Này, chúng ta vừa nhận được lời nhắn qua video của đội ở Detroit. Xin chào, chúng tôi là Bulldozer và chúng tôi thách thức tất cả những kẻ thua cuộc ở Bassup. Hãy tới chơi trên sân của chúng tôi, hiểu rồi chứ? Những người này trông không thân thiện gì cả. Họ chỉ ghen tị thôi. Họ thật may mắn vì chúng ta quá bận để dạy cho họ một bài học. Đội Bulldozer, cái tên đó nghe ghê gớm đấy. Đó là đội đến từ Detroit. Rõ ràng họ không thể đăng ký tham gia mùa giải. Từ đó họ liên tục tấn công liên đoàn. Chẳng trách họ bị từ chối. Các cậu thấy đồng phục của họ chưa? Rồi, nhìn cái sân kia, đó chỉ là một bãi rác. Những đội kiểu này cho thầy những linh cảm xấu. Thôi nào thầy Tony, sẽ chỉ là một trận đấu nhỏ để bọn em khởi động thôi. Này, họ không thể dọa chúng ta với mấy cái mặt nạ ngu ngốc đó đâu. Chúng ta sẽ cho họ một bài học nhanh chóng và kịp đến lễ hội Super Funk. Cẩn thận đấy Hi-Fi, các em không nghĩ là đầu mình hơi to sao? Thầy muốn các em tập trung vào trận đấu chính thức, như vậy mới là khôn ngoan. Thầy chắc là chúng ta đi đúng đường chứ? Theo như GPS, thì chúng ta đang đi đúng đường tới đại lộ Jefferson. Ôi, em thích nơi này, nó rất bí mật. Hình như là hơi... Đấy rồi, 935 đại lộ Jefferson, lễ hội Super Funk. Mọi người ra đi nào.
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tớ vẫn nghĩ là chúng ta nên luyện tập. Nhanh lên nào, tớ có thể nghe tiếng Brianna rồi đấy. Đây là gì? Có chuyện gì vậy? Fiftinus đâu rồi? Nghe thấy không Stella? Nghe như là... điện thoại TP. Điện thoại TP thì sao? Bắt đầu rồi. Họ đang lấy cắp xe. Rudy, chờ đã. Anh có biển số? Biển số xe không? Đó là câu hỏi ngông nghếch. Đó là xe của chúng ta. Leo, em đã khóa cửa chưa? Đương nhiên là rồi. Tại sao luôn là lỗi của em? Không thể tin được. Buổi diễn này chỉ là một cái bẫy để lừa chúng ta ở đây. Bẫy sao? Nhưng tại sao ạ? Còn ai là người làm việc này? Thấy không biết. Có lẽ là kế hoạch của đội thằn lằn. Giấy phép tham gia mùa giải bát sắp ở trên xe. Không thể nào. Mia, bình tĩnh nào. Em vẫn mang theo giấy phép. Tuyệt lắm Leo. Nhưng không có xe thì chúng ta sẽ không thể đi đâu. Và giấy phép thì vô dụng. Các cậu luôn trêu tớ vì tớ giỏi công nghệ phải không? Tốt, vì tớ đã đồng bộ điện thoại của mình với GPS trên xe. Giờ chúng ta có thể đi theo xe. Cậu đúng là thiên tài đấy Stella. Chắc hẳn nó đang bị kẹt trên đường vì tắc. Kiểm tra đi. Chúng ta có thể đuổi theo bằng cách đi bên cạnh đường. Cậu có nghĩ là chúng ta nên gọi cảnh sát trước khi tự mình xử lý không? Nhưng Mia, TP giống như thành viên thứ bảy của chúng ta. Theo như điện thoại của tớ, thì TP đáng lẽ phải ở đây, ngay trước mặt chúng ta. Chẳng có gì ngoài cái thùng rác cả. Ôi không, họ đã sơn lại TP và làm nó giống như cái thùng rác. Mike, đừng nói nữa. Rudy, nhìn kìa. Tại sao lại là tớ? Rudy ở yên đó. Yêu! Nó đang tấn công tớ. GPS của chiếc xe. Giờ thì tớ hết pin điện thoại rồi. Giờ chúng ta phải làm sao? Chiếc TP rất dễ nhận ra. Kẻ trộm sẽ muốn sơn lại nó. Phải có gara để làm việc đó. Vấn đề là tìm một chiếc gara chính xác ở Detroit. Giống như việc mò kim đáy bể vậy. Rất khó đúng không? Chỗ nào cũng có gara. Trừ việc chúng ta có một nghi phạm. Con khỉ sao? Không vui đâu Leo. Em hoàn toàn nghiêm túc. Em không nghĩ việc nó chơi với GPS của xe là trùng hợp đâu. Leo nói đúng đấy. Được rồi, kiểm tra nó thôi. Đi theo nó. Nó là người dẫn đường duy nhất. Thật nực cười. Này, chờ tớ với. Được rồi, bắt được nó rồi. Đi theo thầy. Không thoát được đâu. Ai là đứa trẻ thông minh nhất? Chính là Leo. Đáng lẽ chúng ta đang ở buổi biểu diễn, chứ không phải nhào lộn thế này. Không! Chờ đã! Nó ở đâu rồi?
Nó ở đâu? Để tớ giật lông nó. Từng sợi một. Ở đó. Là Liễu. Liễu, cậu bé đâu? Liễu, Mai mà. Em biết vì em mà mọi người gọi mà. Mọi người đâu rồi? Liễu, quay lại đây nhanh. Không có thời gian vui chơi đâu. Từ giờ chúng ta sẽ phải giữ trật tự. Em phải đi đâu đây? Tắt điện thoại đi. Chúng ta phải hòa vào khung cảnh. Máy tớ bị hết pin rồi. Hàng xóm tốt lắm. Stop. Dừng lại. Chúng ta đi đúng rồi. Mọi người ở đây nhé. Thầy sẽ đi xem. Thầy ấy bảo ở đây. Ôi xe của tôi. Xe mai tới thăm chúng ta này. Là Tony Parker. Ít nhất thì em cũng tìm được chiếc xe. Mày sẽ không thoát được đâu. Mày thế nào hả báo? Chiếc tipi là của chúng tôi. Có lẽ vậy, nhưng giờ chúng tôi giữ nó. Các cậu định làm gì? Gọi cảnh sát à? Chính xác. Ôi, điện thoại hết pin rồi. Đưa điện thoại đây. Ở đây không có cảnh sát đâu. Nào đi đi. Mọi người nghe tôi nói. Tôi sẽ đưa tất cả những gì các anh cần. Chỉ cần đừng làm hại đội của tôi. Ai nói sẽ làm hại người chứ? Mũ của tôi, tên trộm bẩn thỉu. Gì vậy? Sân bóng rổ ở đây sao? Mình chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này. Trông nó giống như xe của đội Than Lan và xe kem của đội Alaskin và cả xe của đội Mayas nữa. Mình đang ở đâu? Đây là gì vậy? Một trận đấu sao? Một trận đấu? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Các cậu sợ à? Nói thời gian và địa điểm đi, chúng tôi sẵn sàng. Chờ chút, tôi không hiểu. Các anh chỉ trả lại xe cho chúng tôi nếu chúng tôi thắng sao? Đúng thế. Nếu thua, chúng tôi sẽ giữ nó. Và mấy người sẽ phải rời đi bằng taxi và chuyển nó cho tôi. Cửa, lốp, xe, tất cả. Ký luôn bóng cho tôi nữa anh Parker. Phải thừa nhận là không phải ngày nào chúng ta cũng được Tony Parker và lũ thua cuộc của anh ta từ Bass Up đến thăm. Lũ thua cuộc từ Bass Up? Này, tôi nhận ra giọng của anh. Anh là... là đội Bulldozer. Này chị định nói. Nghiệp dư lắm chị Stella. Em biết thừa những tên này là đội Bulldozer. Đầu mối đầu tiên là từ con khỉ đó. Vì mọi người đều biết trong thần thoại Ba Tư thì con khỉ là biểu tượng của... Liễu, em có biết là một chiếc ống đầy mỡ bẩn trong mồm không? Kinh quá. Vậy ra là các anh đã lừa tôi vào cái bẫy này. Các anh đã hủy hoại lễ hội Super Funk. Các anh sẽ phải trả giá. Nhưng tại sao các anh làm vậy? Tại sao lại là chúng tôi? Vì chúng tôi không được tham gia mùa giải. Chúng tôi đã thề là sẽ không thua kém gì bất cứ đội nào tới từ Bass Up. Mùa giải này, họ cho rằng chúng tôi quá tệ. Vậy nên, chúng tôi thách thức từng đội một để chứng minh rằng chúng tôi giỏi hơn. Buổi diễn giả, đó là cách duy nhất để đưa mấy người tới đây. Các anh có thể đơn giản tự đề nghị chúng tôi. Đừng cố thuyết phục chúng tôi bằng lời nói. Nếu muốn lấy lại xe, thì phải nhận lời thách thức của chúng tôi. Đó không phải vấn đề. Chờ chút Rudy, tôi sẽ chấp nhận với một điều kiện.
Là gì vậy? Nếu chúng tôi thắng, thì các anh phải dừng việc này lại. Các anh phải trả lại tất cả những gì đã lấy cắp. Được thôi. Các anh gọi đây là sân đấu sao? Cô bé phải chấp nhận thôi, công chúa. Chúng ta không thể chơi ở đây được, gập ghềnh quá. Còn có cả chướng ngại trên sân nữa. Chúng ta phải lập kế hoạch thi đấu nào. Tôi nghĩ điểm mấu chốt ở Basap là thích ứng được với môi trường. Được rồi, hãy tập thích ứng đi. Đội đạt được 32 điểm đầu tiên sẽ thắng. Bắt đầu được rồi đấy. Mời con gái trước. Tuyệt. Nhìn ra ngoài đi. Được rồi. Thả cậu ấy ra. Không công bằng. Tội nghiệp quá. Các cậu định làm gì? Than phiền với liên đoàn à? Giờ thì kinh tởm thực sự. Việc này hoàn toàn trái luật. Anh không thể làm vậy. Sao thế? Tôi tưởng cậu thích ứng được cơ mà. Thầy không thể làm gì được cho em, Rudy. Đội bulldozer đó có cái lý của họ. Các em sẽ phải tự thích ứng với cái sân này. Nếu không sẽ thua cuộc. Về nhà đi. Này Parker, chuẩn bị đi. Nhắc lại là anh phải nhượng lại cái xe đấy. Được rồi. Nhìn kia. Bá Sắp đúng là một sự sỉ nhục. Được rồi, Hi-Fi. Có thể nói cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra không? Cần thầy cân nhắc là chúng ta đang bị đe dọa không? Cả niềm tự hào của chúng ta cũng vậy. Nhưng trận đấu này thật điên rồ. Đúng vậy, kinh khủng nữa. Bùn đất ở khắp nơi. Có cả ghế sofa nữa. Em không thể dựa vào khả năng chơi của mình. Còn cả trơn nữa. Các em có hiểu mình đang nói gì không? Có bùn. Thầy Tony ơi, trơn quá. Các em làm sao vậy? Các em còn có là Hi-Fi không? Hay là một băng đảng hoặc là Diva? Với thái độ như vậy, các em không bao giờ thắng được trận này. Được rồi, đúng là nó kinh khủng, đúng là một sân bóng kỳ quặc, nhưng nó như vậy đấy. Thời kỳ của sự nhiệt huyết của các em đâu rồi? Tình yêu bóng rổ của các em đâu rồi? Những cô bé, cậu bé tràn đầy năng lượng mà thầy biết đâu? Hãy dùng những vật dụng xung quanh mình, hãy sử dụng nó, tất cả những gì có thể dùng. Vâng, thưa thầy Tony. Sao cơ? Thầy chẳng nghe thấy gì. Vâng, thưa huấn luyện viên, chúng em đã rõ, chúng em sẽ thích ứng. Đó là điều thầy muốn nghe. Tiếp tục đi, hãy quay lại sân bóng và mang xe của chúng ta về. Mia. Vâng, thầy Tony. Nhưng mà... Tôi thích họa tiết trên đồng phục của cậu ấy. Màu gì vậy? Bùn nâu à? Chúng ta có thể quay lại trận đấu không? Rất hợp với màu da của cậu đấy. Thích ứng sao? Đến lượt cậu đấy Mai. Anh
Kết thúc. Bravo. Tốt lắm, các cậu chơi như những bulldozer thực sự. Nhờ có thầy mà trận đấu nhỏ này khiến chúng em phải suy nghĩ về một vấn đề mới. Chúng tôi đã vượt qua thử thách của các anh, giờ đến lúc các anh giữ lời. Đừng lo, cá cược là cá cược. Chúng tôi cũng thêm một vài thay đổi, six pack đặc biệt. Xem này. Anh không nghĩ là nó hơi hào nhoáng quá không? Chúng tôi dành cho anh vị trí đỉnh cao anh Parker. Đừng quên những điều kiện còn lại của việc cá cược. Các anh hứa là sẽ dừng việc này lại. Chúng tôi hứa, chúng tôi có quá đủ rồi. Chúng tôi sẽ tin các anh. Chúng tôi biết rất nhiều các cầu thủ ở Detroit. Họ sẽ theo dõi các anh. Nếu các anh đi đúng đường, tôi hứa sẽ giới thiệu cho các anh. Thật sao? Anh hứa chứ? Parker đã hứa. Ai biết được, có lẽ một trong số họ sẽ trở thành huấn luyện viên của các anh trong bát sắp mùa sau. Cảm ơn vì tất cả Tony. Điều cuối cùng trước khi mọi người đi, hãy chờ tới lúc ra khỏi thành phố thì nhấn nút xanh nhé. Nút xanh sao? Six pack đặc biệt. Nút xanh để làm gì nhỉ? Không, six pack nói là không được.